Đề số 04 bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu vì chiến thắng, chiến đấu vì màu cờ. Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy Minh nhá. Câu số 1. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Nào. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Polysaccharide là gì? Polysaccharide thì mình sẽ có polysaccharide, mình sẽ có gồm gì ạ? Gồm gì ạ? Gồm sen. Đúng không? Gồm cellulose. Đúng chưa? Và gì? Và gì ạ? Và tinh bột nhá. Mình sẽ có cellulose này và tinh bột. Vậy đáp án đúng chúng ta đó là đáp án A, cellulose. Câu số 2 ạ. Câu số 2 là một câu tính toán nó đơn giản lắm các bạn. Câu số 2 là một câu tính toán cực kỳ đơn giản. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Các bạn cùng tính máy, các bạn cùng bấm máy tính cùng thầy Minh nhá. À, số mol của AgNO3 bằng 0,1 nhân 0,2 bằng 0,02. Vậy ở đây mình sẽ được là đồng này cộng với lại 2 lần bạc cộng này thì tạo thành đồng 2 cộng này cộng với lại 2 lần bạc này. Thì mình tìm được số mol bạc là 0,02 này thì mình tìm được đồng là 0,02 nhân 1 chia 2 bằng 0,01 này. 0,01 mà nhân với 64 thì bằng 0,64 gram các em nhá. 0,64 gram. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta, đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án gì các em? Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B, bò nhá. Nào, các bạn cùng tính máy tính cùng thầy Minh ạ. Câu số 3. Kim loại mà có khối lượng riêng nhỏ nhất là nào? Kim loại nào có khối lượng riêng nhỏ nhất ạ? Kim loại nào có khối lượng riêng nhỏ nhất ạ các em? Các bạn cùng comment đáp án thầy Minh nhìn nào. Kim loại nào có khối lượng riêng là nhỏ nhất? Kim loại nào? Kim loại nào có khối lượng riêng là nhỏ nhất? Nào, nào, nào. Kim loại nào có khối lượng riêng nhỏ nhất ạ? Kim loại nào có khối lượng riêng nhỏ nhất ạ? Nhỏ nhất anh nào? Li ti, đúng rồi, chính xác li ti. Câu số 4 ạ. Etinamin có công thức là gì ạ? Nào. Etinamin có công thức là gì ạ? Các bạn comment đáp án thì nhìn nào. Anh này là gì? Anh này là dietinamin nhá. Anh này là metinamin đúng không? Anh này là dimetinamin. Vậy etinamin là đấy B, bò. Ok chưa? Câu số 5. Thực ra nhá, cái câu chuyện ở đây chúng ta đang là thực chiến để chúng ta luyện tập cái việc mà chúng ta luyện tập phản xạ cho não của chúng ta. Để khi chúng ta đọc được một câu hỏi, để chúng ta có được cái kỹ năng để chúng ta chọn được đáp án ngay lập tức luôn. Đấy, đấy là cái kỹ năng mà chúng ta cần phải luyện. Câu số 5. Polysaccharide X là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của con người. Polysaccharide X là một trong số những cái chất dinh dưỡng cơ bản của con người. X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Nào, X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Vậy, X của chúng ta là anh nào? Tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp ạ. Vậy đó anh nào? Đó chỉ có thể là tinh bột mà thôi các em nhá. Đó chỉ có thể là tinh bột mà thôi. Nên đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C, tinh bột. Câu số 6 ạ. Công thức của tristearin là gì? Công thức của tristearin là gì? Nào, các bạn, bạn nào có thể nhớ được tristearin? Muốn nhớ được tristearin thì ta phải nắm được acid stearic C17H35COOH. Vậy tristearin nó sẽ là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5, đúng không? Tristearin C17H35CO tất cả 3 lần C3H5 là chính xác nhất của chúng ta, đó là đáp án B, bỏ. Câu số 7 ạ. Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7 ạ? Đấy, dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7? Muốn làm được câu này chúng ta phải nhắc lại về kiến thức pH. Thầy Minh có thang pH, đúng không? Mình có vị trí 7 này. Đây là vị trí lớn hơn 7. Lớn hơn 7. Lớn hơn 7. Thì tương với lại là môi trường gì ạ? Các bạn có nhớ không? Nhỏ hơn 7 thì môi trường gì ạ? Nào, lớn hơn 7 môi trường gì ạ? Lớn hơn 7 là môi trường kiềm các em nhé. Còn nhỏ hơn 7 là môi trường acid. Ok chưa ạ? Vậy ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là gì? Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7? Vậy để là pH lớn hơn 7 ấy, thì khi và chỉ khi đó là dung dịch nào các em nhỉ? NaOH, đúng không? Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B, môi trường kiềm. Nào, các em comment đáp án mạnh mẽ lên ạ. Thực chiến, chúng ta comment mạnh mẽ, bão dông lên ạ.
mình nhìn thấy câu hỏi là mình comment ngay lập tức để mình huấn luyện cho cái não của mình luyện tập phản xạ thật nhanh. Ok ạ. Nào câu số 8 ạ. Rồi cảm ơn các em. Câu số 8. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên ạ? Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên ạ? Tơ thiên nhiên là cái tên nó lên tất cả. Đúng không? Vừa mới nhìn thấy cái tên mình biết ngay nó là thiên nhiên. Anh nào ạ? Tơ tằm. Đúng không? Đáp án đúng là đáp án A. Nitron là tơ tổng hợp. Visco là tơ nhân tạo. Nilin, đây là chắc là đây là nylon 6,6 là tơ tổng hợp. Câu số 9 ạ. Câu số 9 đáp án gì ạ? Câu số 9 nào các em? Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol metinacetat CH3 COO CH3 metinacetat, số mol là 0,1. Trong dung dịch NaOH dư, trong dung dịch NaOH dư đun nóng thì ta sẽ thu được CH3 COONa cộng với lại CH3OH, đúng không ạ? Vậy mình sẽ có này, số mol ancol thì bài học ancol ạ. Số mol anh này là 0,1 thì anh này là 0,1. Vậy mình sẽ có khối lượng của ancol là 0,1 nhân 32 thì bằng 3,2 gram. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu số 10. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Kim loại nào ạ? Kim loại nào điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Vàng bỏ, đồng bỏ, sắt bỏ, đúng không? Nhôm. Nhôm được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3, các em nhớ nhá. Đây, để thầy viết công trình cho các bạn nắm được. Al2O3 này, điện phân nóng chảy này, tạo thành nhôm này, cộng oxy này, 2 này, 3/2 này. Ok chưa? Đây, câu số 10. Câu số 11 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại anhít ạ? Chất nào sau đây thuộc loại anhít ạ? Thế thì muốn biết được chất nào thuộc loại anhít ấy, thì chúng ta phải nắm được là gì. Anhít là gì? Anhít là có nhóm chó. Đấy, cứ có CHO, cứ có chó là anhít. Ok không? Vậy COO này là axit nhá. CH5OH này là ancol. CH3NH2 này là amin. Vậy anhít của chúng ta đó là đáp án C, CH3CHO các em nhá. Rất dễ luôn. Rất dễ ạ. Câu số 12 ạ. Câu số 12, một câu mà thầy Minh nghĩ rằng cũng rất dễ có khả năng thi ạ. STX có công thức phân tử. Ơi trời ơi, tuyên dương tất cả các bạn đã comment đúng nhá. Rồi, câu 12 ạ. STX có công thức phân tử C4H8O2 này. C4H8O2 này. Thủy phân X trong dịch H4 loãng thì thu được sản phẩm có HCOH. Khi và chỉ khi, nếu mà như vậy thì khi và chỉ khi là anh ST này có rằng là HCOO C3H7 mà thôi. Ok không? HCOO C3H7. Vậy này, các bạn nào mà nắm được 3, 4, 5, 2, 4, 8 của thầy Minh thì là tô được ngay. Đây, anh này là 1 cộng với lại mấy ạ? Đây là 0 cộng với 3, đúng không? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 có 2, 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 1 x 2 bằng 2. Vậy số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là 2. Còn với những bạn nào mà không nắm được 3, 4, 5, 2, 4, 8 của thầy Minh ấy, thì bạn viết hết ra thôi. Đây ạ. Và đây ạ, mình chỉ có 2 thôi. Đúng chưa? Vậy số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là 2. Ok men. Câu 13. Số liên kết peptide trong pentapeptide mạch hở là. Thế thì để làm được câu này ấy, chúng ta chỉ cần nắm được một cái chú ý là N peptide thì có N-1 liên kết peptide. Ok chưa? Vậy này, pentapeptide thì nó sẽ có là 5-1 liên kết peptide. 5-1 bằng mấy? Bằng 4. Vậy ta sẽ có tổng cộng là 4 liên kết peptide. Hoặc là ta làm như sau này. Ala mình có 5 peptide, đây là pentapeptide ạ. 1, 2, 3, 4, đếm cái là xong. Ok chưa? Vậy mình sẽ có là 4 liên kết peptide nhá. Ô mà các bạn ơi, bạn nào không biết 3, 4, 5, 2, 4, 8 của thầy Minh ý, các em chỉ cần lên YouTube gõ đồng phân siêu nhanh Minh Myelin ra luôn nhá. Thầy Minh giảng cái đấy kỹ cực. Câu 14 ạ.
STHCOCS3 này có tên là gì ạ? STHCOOCS3 thì có tên gọi là gì? Nào các bạn gọi tên cho thầy xem anh này tên gọi là gì? Gì ạ? Nó tên là gì ạ? Metin. Metin gì? Metin format nhá. Metin format, đáp án đúng là đáp án D. Metin format. Câu 15 ạ. Số nguyên tử carbon trong phân tử fructose ạ. Số nguyên tử carbon trong phân tử fructose. Fructose công thức là gì ạ? C6H12O6 này. Bạn nào mà thuộc được phân tử khối này còn xịn hơn nhá. Nào, vậy ở đây ạ, thực ra là fructose và glucose nó là đồng phân của nhau nhá, các bạn chú ý. Vậy ở đây ta sẽ có bao nhiêu nguyên tử carbon? 6 nguyên tử carbon đúng không? Vậy 6 nguyên tử carbon, vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ 6 carbon. Câu 16. Nhiệt phân muối nào sau đây thu được oxit kim loại? Nhiệt phân muối nào sau đây ạ thu được oxit kim loại? Thế thì đoạn này mình phải nắm được này, CuNO3 lần nhiệt phân này thì thu được CuO này cộng NO2 này cộng oxy này, oxit kim loại chưa? Lấy luôn 16 nhà. Còn NaNO3 nhiệt phân nhá thì mình thu được NaNO2 này cộng với lại 1/2 oxy này, không thu được oxit kim loại. AgNO3 mà nhiệt phân nhá thì thu được Ag này cộng NO2 này cộng oxy, cũng không thu được kim loại này. KNO3 thì nhiệt phân này thì mình thu được KNO2 này cộng 1/2 oxy, cũng không thu được oxy kim loại. Vì vậy nên đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A các em nhá. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A. Câu 17 ạ. 17 ạ. 17 đáp án gì ạ các em? 17 đáp án gì ạ? Đun nóng dung dịch chứa 10 gram glucose. Glucose 1 glu thì tráng được 2 bạc mà hiệu suất phản ứng đạt 75%, đây là 0,75. Thì mình tìm được số mol của bạc là 16,2 chia cho 108 ạ. 16,2 chia 108 bằng bao nhiêu đây ạ? 0,15 mol. 0,15 mol bạc thì mình suy ngược lại được số mol glucose. 0,15 nhân 1 chia 2 bằng 0,075 mà chia cho 0,75 thì bằng bao nhiêu? 0,1. Được chưa? 0,1 mol glucose thì mình sẽ có 0,1 nhân 180 thì bằng 18 gram. 18 gram, vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án D các em ạ. Thực ra câu này chúng ta nhẩm miệng cũng ra đúng không? Rất dễ. Rất dễ ạ. Nhưng mà để mà chúng ta luyện được não ấy thì cái câu chuyện ấy là chúng ta nhìn thấy đề này, chúng ta phải lấy máy tính, chúng ta bấm thật nhanh và chúng ta comment đáp án lại đây thì ta mới, bởi vì cái não ta rất ngại là quyết định. Và chúng ta chỉ cần luyện cái việc mà nó ra quyết định liên tục thôi thì cái việc mà chúng ta ra quyết định sáng suốt nó rất là dễ dàng. Câu 18. Polyvinyl chlorua được tạo thành bởi phản ứng trùng hợp monomer nào sau đây? Thế thì polyvinyl chlorua thì được tạo thành bởi phản ứng trùng hợp vinyl chlorua. Đúng không các em? Và vinyl chlorua của chúng ta đó là đáp án nào? Đó là đáp án D, vinyl chlorua. Câu 19 ạ. Tên gọi của hợp chất FeH3 lần là? Câu 19 ạ. Tên gọi của hợp chất FeOH 3 lần là? FeOH 3 lần của chúng ta nó chính là gì ạ? Sắt 3. Sắt này hóa trị 3 mà. Sắt 3 hydroxit. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D, sắt 3 hydroxit. Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai? Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Hoàn toàn chính xác. Anilin thì chắc chắn ăn được nước brom rồi. Amino acid thì không phản ứng với dung dịch NaOH. Amino acid thì nó có nhóm COH. Nhóm COH chắc chắn phản ứng với NaOH nhá. Nên không phản ứng với dung dịch NaOH là sai. 20 sai của chúng ta là B, bỏ các em nhé. 20 sai là B ạ. Câu 21, một câu về thủy phân este rất hay. 2,76 gram, sorry đây phản ứng este hóa. C2H5OH mình tìm được số mol ạ. 2,76 chia cho 46 bằng 0,06. Tác dụng với CH3COOH số mol bằng 3 chia 60 bằng 0,05. H24 đặc làm chất xúc tác, hiệu suất phản ứng đạt 80% là 0,8. Vậy sẽ tạo thành là CH3COOC2H5 cộng với lại H2O. Thế thì các bạn lưu ý cho thầy là số mol este thì nó sẽ tính theo cái số mol nhỏ hơn. 0,06 thì dư 0,05 hết. Vậy este sẽ tính theo 0,05. 0,05 thuận và nhân hiệu suất nhân 0,8 bằng 0,04. Được chưa? Vậy mình sẽ tìm được giá trị là 0,04 nhân 88 bằng 3,52 gram. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ
3,52 gram. Câu 22. Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học? Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học? Thí nghiệm nào? Thí nghiệm nào mà xảy ra ăn mòn điện hóa học? Điều kiện muốn biết được là thí nghiệm nào xảy ra ăn mòn điện hóa, chúng ta phải nắm được gì ạ? Điều kiện, đúng không? Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa là gì ạ? Hai điện cực khác nhau mặt bản chất. Hai điện cực, anh này không có. Anh này không có, đúng chưa? Anh này không có, đây đinh sắt vào đồng đây thì mình sẽ có là sắt đẩy đồng ra, đồng bám vào bề mặt sắt. Đấy, hai điện cực tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung chất tự ly. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. 22 đáp án D. Câu 23. Câu 23. Cho STX, cho STX C4H6O2 tác dụng dịch não hát thu được chất hữu cơ Y và Z. Biết Y và Z đều tham gia phản ứng trắng bạc. Đấy, các bạn lưu ý cho thầy Nguyên nhá. C4H6O2 và tác dụng NaOH đều thu được Y và Z. Và Y và Z này đều có tham gia phản ứng trắng bạc. À, vậy là chắc chắn nó phải có đầu HCO với A không được. HCO, HCO, HCO. Và nó phải là este. Este mà có cái của ancol, à este mà lại có nối đôi bên cạnh này này. Đây anh này này, chỉ có thể là B này. Bởi vì thế này này, HCOO này, CH nối đôi CH, CH3 thủy phân trong môi trường NaOH thì sẽ thu được là HCOONa cộng với lại C2H5CHO. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Câu 24. 24, 24 đáp án gì ạ? M gamma anilin C6H5NH2 tác dụng hết với dung dịch HCl dư thì chắc chắn mình sẽ thu được là C6H5NH3Cl. Và ta tìm được số mol ạ. 12,95 chia cho đây ạ, phân tử khối 12 nhân 6 cộng 5 cộng 17 cộng 35,5 bằng 0,1. Thì hoàn toàn mình sẽ suy ngược lại được số mol của anilin cũng bằng 0,1. Và hoàn toàn đến đây mình sẽ có là 0,1 nhân 12 nhân 6 cộng 5 cộng 14 cộng 2 bằng 9,3 gram. 9,3 gram thì đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Câu chuyện rất dễ. Câu 25 ạ. 25 là câu vô cơ. Đồng tác dụng HNO3 đặc nóng thu được khí. Các bạn lưu ý nhé, khí X này có màu nâu đỏ, mình phải nắm được cái màu của anh khí. Vậy khí X là nitơ là không màu, đúng không? N2O là khí gây cười, đúng không ạ? NO màu gì các em? NO màu gì ạ các em? Các bạn này comment màu của NO các em xuống đây ạ. NO là gì ạ? NO không màu, đúng không? Không màu hóa nâu trong không khí. Còn NO2 là màu nâu đỏ. Các bạn có biết tại sao NO lại là không màu hóa nâu trong không khí không ạ? Bao nhiêu bạn biết là NO không màu hóa nâu trong không khí? Tại sao? Comment xuống dưới được không? Đây, bởi vì thế này này. Trong khí NO tác dụng với oxy nhá, ở điều kiện thường để tạo thành NO2. Đấy. Được chưa? Nên người ta mới gọi NO là khí không màu hóa nâu trong không khí nhá. Vậy 25 chúng ta đáp án dễ. 26. 26 này. Este nào sau đây tác dụng dung dịch NaOH thu được CH3CONa? Thì đầu nó là đầu CH3 đúng không? Đầu CH3CO thì chỉ có thể là C thôi. 27. Số nhóm carboxin và số nhóm amino trong một phân tử lysine. Lysine thì câu chuyện nó quá đơn giản luôn ý. Lysine chúng ta có mấy ạ? Hai nhóm NH2 và một nhóm COH. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Một nhóm, đây, nhóm carboxin là nhóm COH, một nhóm và hai nhóm NH2. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án C. Câu 28. Tiến hành thủy phân mg bột gạo. Tiến hành thủy phân mg bột gạo chứa 81% tinh bột. Lấy toàn bộ lượng glucose thu được thực hiện tráng gương. Một glu thì cho mình hai thằng bạc. Số mol của bạc là 5,4 chia 108 bằng 0,05. Vậy suy ngược lại số mol glu 0,05 nhân 1 chia 2 0,025. Được chưa? Thế mà đây là thủy phân m kg bột gạo chứa 81% tinh bột. Bây tinh bột C6H10O5 cho thành glu C6H12O6 đề bài cho hiệu suất thủy phân là 80% là 0,8. Số mol của glu tìm được rồi, 0,025. Thì suy ra số mol tinh bột 0,025 nhân 1 chia 1 cũng bằng 0,025.
Nhưng các bạn lưu ý cho thầy ở đây có hiệu suất. Hiệu suất thì phải là thuận nhân nghịch chia, chia 0,8 nhá. 0,025 chia 0,8 bằng 0,03125. 0,03125 thì hoàn toàn mình tìm được khối lượng của tinh bột là nhân với 162 này, được chưa? Mà bột gạo chứa 81% tinh bột phải chia cho 0,81 này bằng này 6,25. 6,25 thì đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án gì các em? Đáp án A nhá. Đấy, những câu này rất đơn giản thôi ạ. Nào câu 29 ạ. Câu 29 còn dễ nữa. Thanh sắt và dung dịch COS4 thì bạn ứng dụng cho thầy mình cái công thức siêu nhanh này này. Mình có đây số mol đồng sinh ra chính bằng là delta M chia 8. Và delta M ở đây là 1,6 chia 8 thì bằng 0,2. Vậy mình tìm được khối lượng của đồng luôn là bằng 0,2 nhân với 64 bằng 12,8 gam. 12,8 gam thì đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C. Rất dễ luôn. Dễ như ăn cháo. Câu số 30 ạ. 30 nào các em. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Nào câu 30 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Các bạn lưu ý nhá. Phenin amoni clorua C6H5NH3Cl là một muối dễ tan trong nước, chính xác. Dung dịch ala gly gly phản ứng màu BOD, chính xác, bởi vì nó là tripeptide. Dung dịch anilin làm đổi màu quỷ tím, sai, anilin không làm đổi màu quỷ. Vậy sai của chúng ta là 30C các bạn nhá. Úi dồi ôi, câu 31 đếm này. Làm mấy câu đếm này mới phê các em ạ. Làm mấy câu đếm này mới phê ạ. Nào, glu và acetylen đều hợp chất không no nên đều tác dụng nước brom, đúng hay sai? Glucose và acetylen đều hợp chất không no nên đều tác dụng nước brom, đúng hay sai? Câu này hay. Hay dã man luôn. Glucose là hợp chất no nhá, chứ nó không phải là không no. Còn glucose tác dụng với brom do nó có nhóm chức CH2, được chưa? Nên là A sai. Phân biệt glu và flux bằng phản ứng trắng bạc, sai. Glu và flux thì trong môi trường kiềm thì flux chuyển thành glu, nó trắng được bạc nên là không thể phân biệt được. Glu xác và flux đều carbohydrate, đúng. Khi đun nóng tristearin với nước vôi trong thì thấy có kết tủa xuất hiện. Ui câu này cũng hay này. Đun nóng tristearin với nước vôi trong có xuất kết tủa xuất hiện. Thì ở đây mình sẽ có nước vôi trong là có canxi Ai cộng. Vậy thì khi đun nóng tristearin thì nó sẽ tạo thành là muối của gốc axit béo và canxi, thì cái muối này kết tủa nhá. D đúng. Ok chưa? Amylose là polymer thiên nhiên là đúng, nhưng mạch phân nhánh là sai. Pectin mới phân nhánh. Oxy hóa hoàn toàn glucose bằng hydro. Hydro thì tính khử chứ không phải là oxy hóa. Sai, câu này lừa lọc nhỉ. Visco, nylon, nitron, tơ acetat là tơ nhân tạo, sai, nylon không phải nhân tạo. Vậy ở đây mình chỉ có hai phát biểu đúng được các em nhé. Chỉ có hai phát biểu đúng thôi, đấy là C và D. Đáp án đúng là đáp án C. Một câu này rất hay luôn. Rất rất nhiều bạn sai câu này. Không sao nhé các em nhé. Sai thì mình làm lại, có gì đâu mà sợ. Câu 32. Khủng hoảng rồi, khủng hoảng rồi. Nhìn mấy câu này kinh quá yeah. Nhưng mà cái điều kiện tiên quyết để mình đạt được 8 cộng là mình phải làm đúng được những câu lý thuyết đấy nhá. Điều kiện tiên quyết để cho tất cả các bạn và các em đạt được 8 cộng, đấy là phải chinh phục được, làm chính xác được lý thuyết đấy. Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được chất khí có tỷ khối so không khí lớn hơn 1. Úi dồi ôi, chất khí tỷ khối không khí lớn hơn 1 thì phân tử khối của không khí bằng 29. Mà lớn hơn 1 thì là chất khí này, phân tử khối, nó phải lớn hơn 29. BaO lần đến dư dung dịch NH4HS4 thì mình sẽ có OH trừ cộng NH4 tạo thành NH3. Phân tử khối NH3 là 17 loại. NaOH vào CaHCO3 lần không thu được kết tủa loại, à, không thu được khí loại. HNO3 vào FeCO3 thu được khí là CO2 bay lên. Đúng chưa? Và có cả NO2 nữa. Thoải mái lớn hơn. Được. Cho từ từ và khuấy đều dung dịch H24 vào Na2CO3 thu được khí CO2 44 lớn hơn. Được. Đun nóng HCl đặc với tinh thể KMNO4 thì thu được khí clo 71. Được. FeS tác dụng H24 loãng thu được H2S34. Được. CDEF 4 cái nhá. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đáp án gì? CDEF. Câu tiếp theo, câu 33. Hai kim loại nào sau đây đều thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn?
Hai kim loại nào sau đây ạ đều thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn. 2A là gì ạ? Bé, mang, cây, súng, bắn, ruồi. Vậy là gì ạ? Canxi và bari. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé. A rất dễ. Câu 34. 34 lại lý thuyết đếm ạ. Nào nào, lý thuyết đếm khá căng đấy. Sen là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói. Đúng. Thế còn chế tạo phim ảnh thì sao ạ? Sen có được sử dụng để chế tạo phim ảnh không các em? Sen có ai sử dụng sen để chế tạo phim ảnh không ạ? Sen lulose có được sử dụng để chế tạo phim ảnh không? Nào, yes or no ạ? Yes or no ạ? Nào, yes or no ạ? Câu này hay nhỉ? Câu này quá hay luôn đấy ạ. Sen có được sử dụng để làm chế tạo phim ảnh không? Đúng hay sai ạ? Hay thế nhỉ? Đúng, chính xác, đúng. Các bạn lưu ý cho thầy Minh nhá, cellulose diacetate được dùng để sản xuất phim ảnh. Ok chưa? Dùng giấm ăn hoặc nước quả chanh để khử bớt mùi tanh của cá do amin xê ra, chính xác. Vải làm từ tơ tằm nên giặt trong nước nóng với xà phòng ở có độ kiềm sạch cao, sai. Như thế thì nó đi hết. Được chưa? Nên là vải làm từ tơ tằm là không nên giặt trong nước nóng và xà phòng có độ kiềm cao, nó phải phân hết. Một mol peptide phản ứng tối đa 3 mol HCl. Lysin này là ăn 2 HCl do nó có hai nhóm NH2. A là ăn 1, G là ăn 1, vậy là ăn 4 HCl cơ. Sai này. Dùng nước dễ dàng rửa sạch các dụng cụ dính dầu mỡ động thực vật không được. Dầu mỡ động thực vật này là nó không tan trong nước, làm sao rửa sạch được. Vậy mình chỉ có A và B đúng thôi. A và B đúng, vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Được chưa? Được chưa? Nào, câu 35 ạ. Uầy, câu 35 này hay này. M gam một quặng phosphorit chứa 7% là tạp chất trơ không chứa phốt pho, tác dụng vừa đủ với H2SO4 đặc để sản xuất super phốt phát đơn. Độ dung dinh dưỡng của super phốt phát đơn thu được khi làm khan hỗn hợp sau phản ứng là M gam một quặng phosphorit chứa 7% tạp chất trơ, đây, không chứa phốt pho, tác dụng vừa đủ để sản xuất phân super phốt phát đơn. Càng càng đấy, càng mà quá căng luôn. Đấy, câu này đáp án gì ạ? Câu 35 ạ. Câu 35 các em ơi. Câu 35 rất hay luôn nhá. 35 nào. 35 nào. 35 căng thẳng phết đấy. Nhìn vậy thôi. Nhìn vậy thôi, nhưng nó không phải vậy. Nhờ 35 nhá, các bạn quan sát ạ. Thầy mình sẽ chữa cho chúng ta câu 35. Trong quặng, đây, quặng chứa 7% tạp chất. Vậy mình sẽ có, thôi mình tính 100g đi, cho dễ. Lấy 100g quặng thì nó sẽ chứa là 97g. Đúng không? 7% tạp chất trơ thì 97g. Ca3, PO4 tất cả hai lần. Đúng chưa? Và 0,07g tạp chất. Và 7g tạp chất. Ok nhá. Thế vậy này, mình sẽ tìm được số mol của Ca3 PO4 tất cả hai lần bằng 97 chia cho phân tử khối ạ. 40 x 3 cộng 95 x 2 310. Ok chưa? Và cái này cũng chính bằng số mol của pH5 nhá, chính bằng số mol pH5. Ok không? Thế mà sao địa chỗ này là 93 chứ? 7% thì còn 93% rồi mà. Ca3PO4 tất cả hai lần cộng với H2SO4 thì tạo thành CaH2PO4 tất cả hai lần cộng CaSO4 cân bằng 2 2. Thì số mol anh này là bao nhiêu? 93 chia 310, 0,3. Thì tương ứng với anh này sẽ là bao nhiêu? H24. Tương ứng với anh này sẽ là bao nhiêu? Đây, tương ứng H24 đó, 0,00 0,0 0,6
0,3 đánh này là 0,6. Ok. Thế vậy này. Vậy này. Đề bài hỏi chúng ta là độ dinh dưỡng của phân super phosphat đơn thu được khi làm khan hỗn hợp sau phản ứng. Thế có phải là mình sẽ có là khối lượng của super phosphat đơn? Phosphat đơn. Có phải chính bằng là khối lượng của quặng? Cộng với lại khối lượng của H2O4 không? Quặng là 100g nhá. Cộng với 0,6 x 98 bằng 100 cộng 0,6 x 98 bằng 158,8g. Vậy mình sẽ có độ dinh dưỡng ạ. Độ dinh dưỡng thì bằng phần trăm khối lượng của P2O5 đấy. Đây P2O5 đây rồi. 0,3 nhân 142 chia cho 158,8 nhân 100%. 0,3 nhân 142 chia 158,8 bằng nhân 100% bằng 26,82 ạ. 26,82 đáp án đúng, đáp án D. 26,82%. Rất dễ. Rất rất dễ luôn. Dễ ọt luôn các em ạ. Rồi. Câu 36 ạ. Các bước trong một quy trình làm vang nho sau khi thu hoạch nho chín. Nho chín chứa hàm lượng lớn đường, thuận tiện cho quá trình lên men. Trải qua khâu xử lý đơn giản, nho cho được sẽ tiến hành ép lên men. Khí sinh ra trong quá trình lên men chắc chắn là CO2. C. 37 ạ. 37 còn dễ nữa. Đốt cháy một mol triglycerin thì sinh ra mol triolin thì sinh ra 1 kg chất béo. 1 kg chất béo là 1000g chất béo, gồm có triglycerin này, C17, H35, COO, tất cả 3 lần C3H5. 60% tương đương với việc nó là số mol là 600 chia cho phân tử khối là 890. Triolin C17, H33, COO tất cả 3 lần C3H5 thì số mol nó sẽ là 300 chia cho 884. Vậy mình sẽ tìm được nhiệt lượng Q. 600 chia 890 nhân với đây ạ. 35807 cộng với 300 chia 884 nhân với 34950 bằng 600 này chia 890 nhân 35807 cộng với 300 chia 884 nhân với 34950 bằng 36000 kJ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Rất dễ dàng. D các em nhé. Sướng không? Câu 38 á. Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là. Mình có này. Số mol NH trừ chia cho số mol NH2 bằng 3 chia x bằng 3. Nên là chỉ tạo một muối là Na2SO3 và NaOH dư. KMNO4HCl thu được muối là KCl này. MnCl2 đúng 2 muối. Lấy ở đây. KHS vào NaOH thì thu được K2S cộng Na2S. 2 muối. Lấy luôn. Cho hấp thụ. Hấp thụ 3 mol. Số mol NaOH trừ là bằng... như đây là dung dịch nhé. B được C được. B được C được thôi. Ý D này. OH trừ là 4. 4 chia 3. Vậy là tạo thành 2 muối. Nó tạo thành muối CaCO3 và CaHCO3 lần. Đề bài hỏi là dung dịch chứa 2 muối. Còn thằng này kết tủa nó nên dung dịch chỉ chứa 1 muối. Loại. Từ H cộng vào NaHCO3 mình thu được muối NaHCO3 và NaCl. 2 muối mình sẽ có BCE. 3 nhận định đúng. Đáp án đúng đáp án ạ. Câu 39. Câu 39 ạ. Sau phân tích thổ nhưỡng, chuyên gia nông nghiệp khuyến nghị cần bón bổ sung. Cần bón này. Nitơ là 40kg. Cứ để 40 đi. Phosphor 45. Kali 66. Vậy đến đây mình sẽ tìm được số mol phosphor 45 chia 31
Số mon Cali 66 chia 39. Rồi, được chưa? Thế thì bây giờ loại phân mà người dân nhân sử dụng là hỗn hợp NPK đạt NPK là x kg NPK 396 y kg KCL độ dinh dưỡng 60% và Z ure độ dinh dưỡng 46%. Được chưa? Vậy mình sẽ có này, bảo toàn này, khối lượng nitơ này bằng này 0,03x, đến đây tìm được x luôn. 40 chia 0,03 1000. Ui to thế. 0,03x là ra khối lượng mà. Đúng rồi. Đúng không ạ? À đây còn nữa, ure 46 nữa. Toang. Ure 46 cộng với lại 0,46 ure. 46Z tí toang đấy. Phô số mol phốt pho bảo toàn phốt pho này. Đây là 9% là PaO5. 0,09x chia 142 nhân 2. Đến tìm x luôn. 45 chia 31 bằng nhân 142 bằng chia 0,18 bằng x bằng 115 x bằng 1145 1145 phẩy 16. Vậy suy ra Z bằng nhân 0,03 bằng này 40 này trừ N bằng chia 0,46 bằng 12,27. Z bằng 12,27. Kali này, số mol kali bằng này. Hoặc đây là K2O là 0,6 nhân y chia 94 nhân 2 y bằng 66 chia 39 nhân 94 chia 1,2 bằng 132,56. Ok chưa? Ok chưa? Y từ từ xem đúng nhá. Đây là 60 chứ. À đâu, đây là 60, đây là 0,6 à. Đây, toang. Đây 66/39 thì ghi nhầm đấy. 66/39 bằng 0,6y chia 94 K2O nhân 2, đúng rồi. 66 này chia 39 bằng này, nhân 94 bằng này, chia 1,2 bằng này. Ok chưa? Ôi, như kali này của thầy thiếu, nó còn kali ở trong thằng phân nữa cơ. Chỗ này mới chỉ một anh thôi, còn cộng nữa. Cộng kali trong này này. 0,06x chia 94 nhân 2 nữa cơ. Vậy bây giờ mình mới tìm được là y bằng 66 này chia 39 này trừ đi này 0,06x là 1145,16. Đóng ngoặc đơn này. Nhân 2 này chia 94 này bằng này. Nhân 94 này bằng này, chia 1,2 bằng này 18,04. Y bằng 18,04 ạ. Mình có x cộng y cộng z ạ. Đây, là ra tổng số phân. Cộng với 1145,16 cộng với 12,27 bằng 1175 ạ. 1175 gần bằng 1176. Đáp án đúng đáp án D. Nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 40 câu cuối cùng ạ. Câu 40 câu cuối cùng của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Số phát biểu đúng là tất cả các nguyên tố nhóm 2A thì đều dễ tan trong nước là sai. BRI không tan trong nước ở mọi điều kiện. FeNO3 lần bị AgNO3 trong dịch oxy hóa thành sắt 3+. Đúng không ạ? Đúng. Ở điều kiện thường các kim loại đều là trạng thái rắn, sai, thủy ngân trạng thái lỏng. Nhôm Al2O3, AlOH3 lần đều tan trong dịch NaOH. Đúng. Có thể dùng lượng vừa đủ, CH lần làm mềm nước cứng tạm thời. Đúng, vừa đủ là được. Fe3O4 dư và HCl thu dung dịch chữa hỗn hợp hai muối là FeCl2 và FeCl3, chính xác. Phát biểu đúng B, D, E, G, 4 phát biểu đúng các em nhé. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C.
Các em ơi, trên đây thầy vừa mới hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em chinh phục 8 cộng, đúng không ạ? Và cái chuỗi chinh phục 8 cộng của thầy, ở đây khi các bạn theo học, thầy nghĩ rằng chắc chắn các bạn đã ăn được chọn 8 điểm. Các bạn chú ý ạ. Điều kiện tiên quyết chúng ta đạt được 8 cộng đó là chúng ta phải giải được 2 câu lý thuyết đến và phải chinh phục được 2 câu thực tế, đúng không? Thì là mình sẽ ăn được 8. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em nhiệt tình theo dõi thầy Minh, click vào nút theo dõi để theo dõi toàn bộ, trọn bộ tất cả các buổi live của thầy và comment nhiệt tình trong các buổi live của thầy. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Và hẹn gặp lại các em vào buổi live tiếp theo, buổi live ngày mai nhá. Buổi live ngày mai thì mình sẽ live chúng ta để dự đoán ạ. Được chưa? Để dự đoán chuẩn chúng. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em ạ. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.